món nào bị rỉ sét cứ xem là khôi phục được như mới. Đối với dao kéo là vật mà được sử dụng trong bếp nhiều nhất. Khi chế biến món ăn gì, mọi người cũng đều dùng dao và kéo. Nhưng đôi khi mọi người quên không rửa sạch làm chúng rất nhanh bị rỉ sét. Nhưng đừng lo, mọi người có thể dùng những mẹo sau đây. Với những cây dao kéo nào bị rỉ sét, mọi người đem chúng để riêng ra ngoài. Sau đó dùng dầu ăn bôi lên bề mặt những chỗ bị rỉ sét và để đó cho khoảng 15 phút. Sau khi qua 15 phút, mọi người chỉ cần lấy khăn giấy lau lại là được. Cũng có một cách khác, đó là mọi người lấy củ hành và cắt đôi nó ra. Sau đó dùng nó bôi lên những chỗ bị rỉ sét trên dao kéo. Mọi người cũng nên để tầm 15 phút rồi hãy đem kéo đi rửa sạch lại bằng nước. Cuối cùng, cũng rất đơn giản. Mọi người lấy một quả chanh rồi cắt đôi nó ra. Dùng một nửa quả chanh chà lên những phần bị rỉ sét của dao kéo. Nửa quả chanh còn lại đem cất trong tủ lạnh rồi đợi khoảng 10 phút. Sau đó đem số dao kéo đi rửa sạch lại bằng nước là được. Đối với các loại nồi, chảo. Đối với nồi chảo thì mọi người không nên dùng những vật bằng sắt hay inox để tẩy rửa, vì như thế sẽ làm nồi chảo bị chày và dễ rỉ sét. Nếu nồi chảo mà có bị cháy xém do nấu ăn thì mọi người cũng có thể làm theo cách này. Mọi người trộn 5 muỗng bột nở với 5 cốc nước, sau đó bắt bếp, đun hỗn hợp trên với nồi hoặc chảo bị cháy với lửa nhỏ trong khoảng 20 phút. Vết cháy sẽ mở ra và nổi lên mặt. Mọi người chỉ cần dùng miếng chùi, rửa cọ sạch các vết cháy còn bám lại trên bề mặt đáy nồi, chảo là xong. Nếu không dùng bột nở, mọi người cũng có thể dùng giấm. Chỉ cần đổ chút giấm vào nồi, rồi đun sôi trong khoảng 30 phút. Khi nước sôi, mọi người nhớ mở nắp phun để hơi nước thoát ra ngoài. Với cách này, các vết cháy ở đáy nồi sẽ tự bong hơi. Còn hơi nước bốc lên có tác dụng khử hết mùi hôi trong bếp. Với những chỗ bị rỉ sét trên nồi chảo, mọi người dùng chanh chà qua những chỗ đó rồi đợi cho khoảng 15 phút rồi đem rửa lại bằng nước. Làm sạch máy xay sinh tố bị rỉ sét. Với máy xay sinh tố mà mọi người không vệ sinh kỹ phần lưỡi dao thì rất dễ bị rỉ sét. Để làm sạch máy xay sinh tố, mọi người cần chuẩn bị nửa quả chanh, nước sôi và nước rửa chén. Mọi người đổ nước sôi vào máy xay sinh tố, chỉ đổ đến một nửa cối. Sau đó, mọi người cho thêm dung dịch nước rửa chén với chanh vào. Mở máy lên cho chảy khoảng 10 giây, nhớ để nắp để nước khỏi văng tung tóe. Sau khi chảy xong, mọi người nhớ tắt máy và ngâm trong khoảng từ 10 đến 15 phút rồi đem rửa lại bằng nước thường. Tẩy bồn rửa chén. Bồn rửa chén là nơi dùng để rửa những vật dụng trong bếp nhưng cũng rất dễ bị rỉ sét nếu không vệ sinh thường xuyên. Mọi người chỉ cần lấy một cái chén với lượng nước một nửa chấm chén, cho thêm một muỗng muối và vắt một lát chanh vào. Tiếp theo, mọi người chỉ cần lấy miếng rửa chén nhúng vào dung dịch vừa làm và cọ rửa bồn rửa chén. Sau khi cọ rửa xong, mọi người chỉ cần rửa lại bằng nước là bồn sẽ sạch sẽ và bóng loáng như mới. Chỉ với những mẹo đơn giản này là những vật dụng trong bếp của mọi người sáng bóng trở lại. Chúc mọi người thành công!